Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin từ Brussels, Bỉ ngày 5 tháng 11 năm 2019. 7 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và 10 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã gửi một thư ngỏ chung cho Chủ tịch Quốc hội châu Âu và các cơ quan trực thuộc đề nghị Nghị viện châu Âu hoãn việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại EFTA và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư IPA giữa EU và Việt Nam cho đến khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về nhân quyền. Trong thư ngỏ chung, các tổ chức xã hội dân sự nêu bật việc chế độ Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp người bảo vệ nhân quyền. Nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập, nhiều tổ chức tôn giáo và những cá nhân bày tỏ quan điểm chỉ trích chế độ, quyền tự do ngôn luận, quan điểm, hội họp và tụ tập vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi hệ thống tư pháp cũng như truyền thông, xã hội dân sự và các tổ chức tôn giáo độc lập bị nhà nước kiểm soát chặt. Hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền, môi trường, lao động, luật sư, nhân sĩ, tôn giáo, blogger đã bị kết án hoặc bị bắt giam chỉ vì thực thi ôn hòa quyền tự do biểu đạt của họ, trong khi nhiều người khác bị đánh đập bởi côn đồ được nhà nước bảo trợ. Các tổ chức dẫn đầu là Human Rights Watch nói rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và trầm trọng như vậy thì EU nên thể hiện sức mạnh mềm của mình bằng cách không phê chuẩn hai hiệp định đã ký với Việt Nam. Các tổ chức đề nghị EU nêu kêu gọi Việt Nam phải cải thiện nhân quyền bằng cách trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, dừng việc đàn áp giới bất đồng chính kiến, chấp nhận báo chí tư nhân và bỏ kiểm duyệt, công nhận nghiệp đoàn lao động độc lập, bãi bỏ án tử hình. Nghị viện châu Âu dự kiến họp toàn thể vào tháng 2 năm 2020 để xem xét việc bỏ phiếu có phê chuẩn hay không đối với EFTA và IPA. Tổ chức nhân quyền kêu gọi hoãn ký EFTA. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vừa kêu gọi Hội đồng châu Âu hoãn phê duyệt EFTA cho đến khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền. Human Rights Watch cho hay hôm 10 tháng 1. Kêu gọi Human Rights Watch được đưa ra trong bối cảnh luật an ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực hồi 1 tháng 1 năm 2019 và vòng bỏ phiếu then chốt cho việc ký kết EFTA dự kiến diễn ra vào tuần tới. Do áp lực cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, một số đảng trong Nghị viện châu Âu hiện đang cố gắng để thỏa thuận thương mại EFTA được thông qua. Ngay cả Việt Nam liên tiếp bỏ qua các kêu gọi giải quyết hồ sơ nhân quyền, vội vã thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Ông John Sitten, giám đốc vận động chính sách châu Á, được trích lời trong thông cáo báo chí của Human Rights Watch vào tháng 9 2018. 32 thành viên của Nghị viện châu Âu đã ký một bức thư ngỏ bày tỏ quan ngại về việc Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục đàn áp về nhân quyền và kêu gọi nước này cải thiện tình hình trước bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào về thỏa thuận EFTA. Những lo ngại tương tự đã được đặt ra với Thứ trưởng Thương mại Việt Nam hồi tháng 10 năm 2018 tại phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu và một lần nữa trong một cuộc họp vào tháng 11. Lá thư viết, luật an ninh mạng mới của Việt Nam dường như nhằm mục đích đóng cửa con đường duy nhất còn lại để Việt Nam bày tỏ sự bất đồng quan điểm của họ tại một quốc gia nơi tất cả các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu nhà nước hoặc do nhà nước kiểm soát và các hoạt động của các nhóm phi chính phủ bị hạn chế nghiêm trọng. Nhiều blogger ôn hòa, các nhà phê bình, nhà hoạt động và các nhà lãnh đạo tôn giáo đang ở trong tù liên quan đến tự do tôn giáo, tự do ngôn luận bị hình sự hóa quá mức. Những người lên tiếng công khai có nguy cơ bị đánh đập, bắt giữ, đe dọa và các lạm dụng khác. Các công đoàn độc lập không được phép hoạt động và hàng loạt cam kết trước đây của Việt Nam để phê chuẩn một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vẫn chưa được thực thi. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi một thông điệp rõ ràng rằng EFTA không thể được thông qua cho đến khi Chính phủ Cộng sản Việt Nam nghiêm túc trong việc giải quyết các vấn đề nhân quyền. Ông Ken Shipton được trích lời trong thông cáo của HRW.
Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn thỏa thuận thì đó sẽ là lỗi của Hà Nội chứ không phải là Brussels. Ngày 3 tháng 12 năm 2019 tại Brussels, Bỉ, Hội nghị Nhân quyền Tự do Mậu dịch Liên Âu Việt Nam tổ chức tại Quốc hội châu Âu dưới sự chủ trì của dân biểu Quốc hội châu Âu Julia Watt, SND in EP, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ, hai tổ chức của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCHR, Việt Nam Communist on Human Rights và Tổ chức Đoàn kết Thiên Chúa giáo Toàn cầu CSW Christian Solidarity đã kêu gọi Quốc hội châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên Âu Việt Nam, được viết tắt là EFTA, chừng nào Việt Nam chưa thực hiện những bước cụ thể tôn trọng nhân quyền cho nhân dân họ. Đặc biệt tại cuộc hội nghị này, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCHR đã công bố thông điệp rằng bằng video của ông Phạm Chí Dũng chuẩn bị cho hội nghị. Ông Dũng là cựu đảng viên Cộng sản, nhà báo độc lập và gương mặt sáng chói của giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông gửi thông điệp video này tới Paris từ Sài Gòn cho tổ chức VCHO ngày 21 tháng 11 vừa qua, hai ngày sau khi ông bị bắt. Hội nghị Nhân quyền và Tự do Mậu dịch Liên Âu Việt Nam được tổ chức vào thời điểm quyết định cho các cuộc thương thảo Hiệp ước EFTA, một hiệp ước quy mô lớn chưa từng được ký kết giữa Liên Âu và một số quốc gia đang phát triển. Cũng vào ngày này, phân ban nhân quyền của Quốc hội châu Âu họp bàn với sự tham dự của các vị dân biểu đại diện của nhóm chính trị để thảo luận ý kiến trước khi bỏ phiếu phê chuẩn vào đầu năm 2020. Hiệp ước đã được ký tại Hà Nội hồi tháng 6 vừa qua, nhưng EFTA và IPA cần được Quốc hội châu Âu phê chuẩn mới có hiệu lực. Nhân danh Phó Chủ tịch VCHO bà Penelope Palmer phát biểu tại hội nghị trước các vị dân biểu rằng hiệp ước EFTA nghe như một câu chuyện cũ rích. Hơn hai thập niên quan hệ Liên minh châu Âu Việt Nam, hiệp ước này đầu tiên ký năm 1995, rồi hiệp ước hợp tác và đối tác ký năm 2012, Hội đồng châu Âu đã cố công che giấu các vi phạm nhân quyền khủng khiếp của Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh luận điệu cho rằng phải ký kết hiệp ước mới dễ gây sức ép cho việc thay đổi chính sách nhân quyền. Bà Penelope Palmer nói tiếp, với việc ký kết hiệp ước đầu tiên năm 1995, chúng tôi mang niềm hy vọng. Đến hiệp ước thứ hai ký năm 2012, chúng tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng với hiệp ước EFTA năm nay thì chúng tôi không để cho mình bị lừa nữa. Bà Phó Chủ tịch VCHO cảnh báo Liên minh châu Âu chớ nóng vội kết thúc hiệp định EFTA trước bối cảnh của đàn áp chính trị tại Việt Nam. Sách nhiễu, bạo hành và bắt bớ các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, tín đồ tôn giáo, các bloggers và các nhà báo gia tăng, những án tù giáng xuống họ 15 đến 20 năm vì tội vi phạm an ninh quốc gia. Cùng lúc Việt Nam thông qua hàng loạt bộ luật như bộ luật hình sự, luật tôn giáo tín ngưỡng, luật báo chí, luật an ninh mạng, luật tiếp cận thông tin v.v. nhằm phạm tội hóa và hành xử nhân quyền của người dân Việt Nam. VCHO và các tổ chức phi chính phủ đồng sự không ngừng thông báo và cung cấp những hồ sơ vi phạm nhân quyền đến các kỳ đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam. Liên Âu cũng không thể chối cãi rằng họ chẳng hề nghe hay biết. Các vị dân biểu sẽ phản bội những giá trị cốt lõi của dân chủ và nhân quyền khi phê chuẩn EFTA mà chẳng thấy chút tín hiệu lè lói nhân quyền nào đến từ Hà Nội, bà Palmer nhấn mạnh. Trong bản thông điệp video của ông Phạm Chí Dũng được trình chiếu tại hội nghị, ông nhận xét rằng hai hiệp ước EFTA và IPA chỉ làm cho Liên Âu bị thiệt hại vì phải nhập siêu hàng năm từ Việt Nam từ 20 đến 25 triệu Mỹ Kim. Ông Dũng đánh giá 8 cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam trong các năm qua chẳng có tác dụng gì. 95% những khuyến nghị cải thiện nhân quyền của Liên Âu đã bị Việt Nam bỏ qua, ông Dũng
bác bỏ sự khoa trương của Hà Nội về bước tích cực cho phép thiết lập công đoàn tự do trong bộ luật lao động mới. Ông Phạm Chí Dũng nói từ ngữ công đoàn độc lập không hiện hữu trong bộ luật lao động sửa đổi và luật công đoàn. Trong quan điểm của Hà Nội, công đoàn độc lập bị xem là phản động và khiến họ lo sợ nhất, vì Việt Nam luôn so sánh đồng dạng công đoàn độc lập với công đoàn Slidamos có hành động lật đổ chính quyền ở Ba Lan năm 1989. Hà Nội chỉ hứa sẽ xét lại vào năm 2023 hay 2025 để phê chuẩn Công ước 87 về tự do thành lập công đoàn độc lập và Công ước 105 về chống cưỡng bức lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế. Nhưng đây chỉ là trò bịp để kéo giờ và làm nản lòng Liên minh châu Âu cũng như Tổ chức Lao động Quốc tế. Ông Dũng khẳng định chẳng có một thông báo chi tiết nào về thời gian phê chuẩn cũng như cam kết nào Hà Nội sẽ thực hiện. Ông Phạm Chí Dũng kết thúc bức thông điệp bằng lời kêu gọi Quốc hội châu Âu hoãn phê chuẩn hai hiệp ước EFTA và IPA cho đến khi nào chế độ Cộng sản Việt Nam chịu cam kết thực thi nhân quyền. Với sự cảnh báo rằng hiệp ước mậu dịch như hiện nay sẽ không bao giờ chấm dứt được các cuộc đàn áp bất bao dung của chế độ Cộng sản Hà Nội, chế độ bắt bỏ tù ngày càng nhiều những nhà bất đồng chứng kiến ngay sau khi Liên minh châu Âu phê chuẩn EFTA và IPA. Những nhà bất đồng chứng kiến nổi danh nào chống EFTA vì lý do Việt Nam không tôn trọng nhân quyền, cũng như những ai đó đứng lên chống Trung Quốc xâm lược lãnh hải sẽ phải nhận những bản án tù nặng nề. Bức thông điệp cay đắng của Phạm Chí Dũng là lời tiên báo cho chính số phận. Ngày 10 tháng 11 năm 2019, ông Dũng gửi bản kiến nghị đến Liên minh châu Âu nói lên mối quan tâm của ông. Rồi ngày 19 tháng 11, ông gửi bức thông điệp video sang cơ sở quê mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCHO để công bố tại hội nghị tổ chức ngày 3 tháng 12 năm 2019. Hai ngày sau đó tại Sài Gòn, công an đến tận nhà bắt ông Dũng. Ông bị gán tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chiếu theo điều 117 trong Bộ luật Hình sự năm 2015 là tội mà bản án có thể xử đến 20 năm tù giam. Tại hội nghị Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCHO và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH cũng cho biết ngày 29 tháng 11 vừa qua, hai tổ chức đã nạp đơn lên Thanh tra Liên Âu Ombudsman kiện Ủy ban châu Âu sai phạm việc quản lý nhân quyền khi kết thúc Hiệp ước Tự do Mậu Dịch EFTA và Hiệp định Bảo vệ Tự do Đầu tư IPA. Với Việt Nam mà không có tác động ưu tiên cho nhân quyền, lại thất bại đưa vào Hiệp ước các cơ cấu kiểm soát nhân quyền, mặc dù Quốc hội châu Âu đã ra quyết nghị năm 2018 tố cáo mạnh mẽ các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, bà Gayle Deutsch-Boucher, đại diện FIDH tại Liên Âu tuyên bố, Liên Âu phải tức khắc thiết lập cơ cấu thu nhận khiếu kiện của người bị vi phạm nhân quyền để hiệp ước có tác dụng theo dõi nhân quyền, người dân được bồi thường và được bảo đảm không bị tái hồi áp bức. Đây là lần thứ hai VCHO và FIDH nộp đơn kiện lên Thanh tra Liên Âu. Lần đầu tiên năm 2014, hai tổ chức tố cáo Ủy hội châu Âu từ khước ưu tiên tác động nhân quyền của Việt Nam khi ký kết Hiệp ước Tự do Mậu Dịch. Kết quả thành công 2 năm sau, năm 2016, bà Thanh tra Liên Âu Emily O'Leary đã đưa ra phán quyết rằng sự thiếu vắng tác động nhân quyền của Ủy hội châu Âu tạo ra sự quản lý tồi tệ trong việc ký kết hiệp ước. Bà tuyên bố tác động nhân quyền phải được thực hiện trước. Nó là công cụ phê phán phòng ngừa. Nó giúp cho sự lường trước và tránh khỏi hậu quả tiêu cực của hiệp ước dự trù. Tuy nhiên, tôi chẳng được thuyết phục chút nào về cung cách có thể chấp nhận cho loại tiếp cận này của Ủy hội châu Âu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp
một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.